Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Totan qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chiến dịch của faction Seleucid, một trong những cái faction có thể nói là toàn diện nhất trong bản Rome 2 này. Đây là một faction mà có đầy đủ tất cả các binh chủng quân và có thể nói là các binh chủng quân của nó cũng thuộc dạng mạnh nhất game này luôn. Nếu về mặt quân sự thì có lẽ không có faction nào có thể nói toàn diện được như cái faction này. Ở tập trước thì các bạn biết rồi, mình đã thực hiện cái cuộc chiến xuống cái đất của cái thằng này, tên nó là gì nhỉ? Nabata gì đây này, nói chung là một cái thằng ở Trung Đông. Ngày nay nó thuộc đất, cái vùng đất của nó ngày nay thuộc Jordani. Mình đã tiêu diệt hai quân đoàn chủ lực của nó, một đóng ở đây và một đóng ở đây rồi. Thì mình nghĩ là nó chỉ còn ít quân đóng ở dưới này thôi, thì mình sẽ tiếp tục tiến xuống. Nhưng mà đang đề phòng xem thằng Ai Cập nó có kéo quân sang không. Mình chỉ lo thằng Ai Cập kéo quân sang thôi. Nhưng khả năng cao là thằng Ai Cập nó cũng không có quân để kéo sang. Nó đang phải đánh nhau thì mình đang cho thằng gián điệp đây nó đứng thăm dò rồi. Thì kế hoạch của mình là sẽ tiếp tục tấn công xuống phía dưới nam này. Có thể mình sẽ cho thêm mấy thằng này đi cùng. Nhưng mà sợ mấy thằng này đi thì không có lực lượng bảo vệ ở đây. Vùng này chị An nó cũng chưa được tốt lắm. Thôi được, cứ để lượt sau mình sẽ đánh. Lượt sau mình sẽ đánh. Rồi. Có lẽ không có việc gì để làm nữa nên là mình sẽ qua lượt, bởi vì lượt trước mình vừa đánh xong hai trận đánh khá là căng thẳng, mệt mỏi bọn này. Ông đệ của mình xây lại nhà đi cu. Rồi, cái này nó sẽ tăng giảm phí tuyển bộ binh, giảm phí tuyển thuyền hay kỵ binh, giảm bộ binh ấy. Thực ra mình cũng chưa mua quân vào cái giờ này lắm nên là nó giảm cái gì thì mình không quan trọng. Cái tỉnh này mình xây cái điện thờ lên đã, bây giờ mình cứ cho cái quân là đóng đây để nó trị an tí đã, đồng thời hồi quân, bởi vì trận đánh vừa rồi là mình bị thiệt hại cực kỳ nặng luôn. Vùng này sản xuất lương thực ấy nhỉ? Hay đợi có năm nên để nâng cấp thêm một cái. Thôi đợi lên 5. Vùng này chắc phải xây cái nhà thờ này lên đó. Đây là thần Zeus này. À đúng rồi, cái faction này nó thuộc cái nhóm văn hóa Hy Lạp nên các bạn sẽ xem này, tên các vị thần theo đúng nhân văn tên thần thoại Hy Lạp luôn. Đây là thần Zeus này, thần Poseidon này, thần Ares này, thần chiến tranh này. Đây là thần sao nó không ghi này? Vị thần mùa màng, mình không nhớ cái tên ông này, nó ghi như này. Athena này, con gái của thần Zeus này. Hephaistos này, là thần thợ rèn này. Đấy. Mình không biết cái thần này lắm. Thần này cái tên của nó hơi lạ. Naturan. Sakgor. Thần này thì mình không rõ lắm. Mình cũng không nắm rõ lắm các mấy cái vị thần này. Mình chỉ biết là mấy cái vị thần chính thôi, còn trong thần thoại sinh hoạt nhiều thần lắm. Không biết đến đâu mà hết được đâu. Rồi thì hình chị A nó có vẻ tốt hơn rồi, mình sẽ đánh tiếp xuống phía dưới này. Quân của mình cũng hồi hơn được. Mình cho cái thằng điệp viên nó đi dò thám trước xem tình hình các cái tỉnh dưới này thế nào. Có lẽ mình giải quyết thằng này nhanh. Nó không còn quân nữa rồi. Ám sát thằng này luôn nhỉ. Không ám sát được. Không cần, nó không kịp đẻ quân đâu. Chúng ta cứ tiêu diệt đã. Một cuộc chiến chớp nhoáng luôn các bạn thấy không? Mình đánh một phát hai quân đoàn của nó luôn, chủ lực của nó, nên là nó không kịp hồi quân rồi. Bây giờ thì các đơn vị này xuống. Rồi. Đủ hết các Aegon rồi. Đấy, đánh như thế này để nó tăng kinh nghiệm cho cả mấy thằng tướng phụ kia. Và nó tăng cả rank cho quân đoàn nữa các bạn ạ. Sau này các bạn tuyển quân, các bạn cho nó có sẵn một cái quân đoàn mà rank của nó khá cũng tốt hơn là các bạn phải lập lại từ đầu chứ đúng không? Đấy. Đấy, vùng này xây cái điện thờ lên này.
sửa lại cái ruộng này, này. Đấy. Nói chung các cái vùng lãnh thổ này chúng ta cứ xây một cái điện thờ với cả một cái nào ổn. Mà mình thì mình nghĩ là còn cái vùng này hoặc cứ để xây ở vùng thủ phủ. Tiến quân xuống đây. Tiến quân thần tốc luôn. Còn một tỉnh duy nhất nữa, chiếm luôn là xong. Thế là xong rồi một kẻ thù. Đánh xong thì khả năng chưa biết lắm, nhưng mà có lẽ mình phải rút quân một đơn vị quân sang đây. Quân này, thằng này à? Hoặc là bây giờ mình phải thành lập thêm một quân đoàn nữa nhỉ? Có thể sẽ phải thành lập thêm một quân đoàn nữa, nhưng mà sẽ vác quân sang đấy để phòng thủ. Mà hết tiền rồi. Thế quái nào mà bọn này đắt thế? Tận 3.000 mấy một thằng này. Achia. Các phe khác thì ổn lắm. Đây. Các phe khác thì bây giờ trung thành của nó cực cao luôn. Thằng Pacha này cực cao rồi. Thằng Rick này thì hơi thấp một xíu à. Rick lấy vợ rồi mà. Trung thành của chúng nó tăng. Cavucci. Có điều là cái điểm uy tín của chúng ta hơi cao, khả năng chúng ta sẽ phải bổ nhiệm cho các tướng của các phe khác một chút xíu để nó giảm cái uy tín của chúng ta ở cái mức chấp nhận được thôi, không là cao quá nhiều khi nguy hiểm. Tăng 1% tốc độ hồi máu cho quân đội à? Bổ nhiệm cho nó phát á. Vừa tăng điểm trung thành lại vừa cân bằng cái vấn đề quyền lực. Thằng này nữa. Tăng điểm trung thành. Bởi vì phe của mình đang tăng trưởng rất nhanh. Bởi vì mình đánh trận nhiều mà, phe của mình đang trưởng nhanh, có lẽ mình phải bổ nhiệm cho bọn này đó. Để nó tăng lên, không là mất cân bằng là nó lại làm đảo chính quân sự bị bỏ sư đấy. Rồi. Thôi tạm tạm thế. Ổn rồi. Qua lượt đã. Tình hình ngoại giao xem nào. Khu vực phía Bắc này thực sự rất bất ổn. Hai cái thằng này cứ đánh qua đánh lại nhau đây này. Chưa đến đâu cả đâu rồi. Thằng này thì ồ, thằng này lại chiến tranh với thằng này rồi. Thằng này chiến tranh với cả thằng này. Ôi dồi ôi. Tình hình chiến tranh ở đây nó loạn lạc quá nhỉ. Để mình xem cái khu này. Đánh nhau loạn xì ngậu này. Thôi được kệ nó. Đánh nhau thì cứ kệ chúng nó đánh nhau thôi. Mình đang lo cái khu vực mình cần phải chiếm được Ai Cập. Ai Cập là một vùng rất giàu có và nhiều tài nguyên. Rồi, qua lượt đã. Việc bổ nhiệm thêm vài tướng lĩnh của các phe khác, nó sẽ giảm upkeep này, nó tăng tiền thuế này, nó đồng thời nó lại tăng trung thành nữa. Lại có một cái sự kiện xấu rồi. Cho mấy thằng cầm giáo. Gì đây? Mấy thằng tào lao này à? Khử luôn. Mày cứ thích làm loạn. Có trừ cái gì trừ tí trị an cũng được, nhưng mà dẹp luôn cái chúng mày luôn. Xây cái công trình này đã tăng tiền này và tăng trị an cũng khá khá. Rồi, ổn. Tỉnh này thì vẫn phải trị an khá khá lâu mới được. Bởi vì nó đang khác văn hóa mà. Đất này nó đang văn hóa Hellenic của chúng ta bây giờ mới có 4,7%, trong khi văn hóa sa mạc tận 95%. Quá cao. Ở đây thì Hellenic của chúng ta đang tăng lên rồi. Các vùng này Hellenic lại đang giảm này. Bị ảnh hưởng của các văn hóa khác. Văn hóa Đông Phương.
bọn này nó theo Hellenic cơ mà nhỉ? Đệ của mình theo Hellenic hết mà. Chắc nó bị giáp với vùng lãnh thổ của bọn dợ, bọn Đông Phương. Bên Đông. Đây rồi. Ai cập mò sang đây rồi. Chưa thể đánh được à? Căng cho mình nha. Tỉnh này chắc lại phải rút về. Thằng Ai Cập dám mò sang đây à? À mà thằng này nó sống được thêm một lượt nữa. Thằng này nó rút quân đi đâu hết rồi? Quân thủ thành của nó cũng còn khá khá đấy, nên là chưa đánh được đâu. Mày định mò sang đây kiếm ăn à? Hả? Kiếm làm sao được? Mỗi lượt chúng ta vẫn được hơn 3.000. Rồi. Xem có thể chơi được với thằng nào nữa. Thằng này chắc là mình chơi được. Let us conclude our business with good haste and then enjoy the pleasures of this house. Đòi tí tiền nhỉ, thấy nó hai mà. Ô vẫn hai. Lâu. 1.500. À ngon. I accept. Ngon. Before you say anything, know that I have an amulet against the evil eye. Thanh niên này vẻ hơi rắn đấy nhỉ. Rắn anh khử mày bây giờ ấy. Mày dám rắn với anh à? Chơi được với thằng này. Như vậy thì thằng đệ của mình đây, nếu như mình có thể tiến ra hướng này là mình nghĩ không lên giáp với vùng biển này. Giáp với mấy cái thằng chỗ này nó nguy hiểm lắm. Từ từ đã, để mình xem hướng của mình sẽ phát triển như nào. Thằng này thì chiến tranh với thằng. Còn mình nghĩ là mình phải lên chơi thân với mấy thằng này à? Mình sẽ đề nghị cùng tham chiến với cái thằng này. Thằng này nó ở đâu đó ở cái khu trên này này. Rồi, mình sẽ thân hơn với cái thằng Athens này. Vài lượt nữa là mình có thể đề nghị vài cái điều vấn đề với nó rồi. Thằng này thì chiến tranh khắp nơi rồi. Nó không ăn được đâu. Mình đã cần phải tìm hiểu ra thằng này. Có thể mình sẽ diệt luôn thằng này. Thằng này. Quả. Thôi được, cứ từ từ. Cứ để chúng nó đánh nhau đã. Mình sẽ làm nào hòa bình nữa. Ngoại giao để hòa bình nữa. Việt Nam của thằng này. Thằng Ai Cập khỉ gió này, thành của mày đang bị mất ở dưới kia mà vẫn còn kéo quân sang đây đánh nhau. Đây này. Thằng Mo nó đánh đến tận đây rồi mà mày còn ở đây. Quân đoàn này đã sang đến đây. Nhưng mà tỉnh này đã bị trừ nặng nề chị An. Những thuế thì trừ được có 5, giảm được có 5 điểm. Không giải quyết gì cả. Hoa kệ, qua lượt đã. Thằng Ai Cập kia định lọ mọ sang đất anh làm gì? À, rút về rồi à? Rút là phải. Take this subsidy. Nó đề nghị hòa bình. Không, không. Chúng ta sẽ phải chiến tranh với nó, không thể hòa bình được. Return to your people. À rồi. Prepare them for death. That is now your only. Mình đã tìm lý do để khử thằng này vì nó lại tuyên chiến mình, hay quá cơ. Rồi. Mình sẽ giải quyết luôn cái khu vực này. Đây, cho thằng này vào đây để nó tăng tiếp 6 trung thành, tăng điểm trung thành lên này. Rồi. Tăng điểm trung thành lên cho anh. Chúng ta hoàn thành mức 1 ở cái mục economic, nghĩa là kinh tế. Có cái nào tăng di chuyển trên map này? Đây, cái này nó sẽ tăng khả năng chiến đấu này. Phòng thủ và tấn công cận chiến này. Provin. Nó cũng khác so với ban đầu. Bây giờ nó có nhiều cái sự thay đổi thật. Nó cứ tăng vào cái này để cho tăng di chuyển đã. Về mảng kinh tế thì mình phát triển như này ở mức này ổn rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu phát triển sang mảng xây dựng. Bắt đầu bằng grow pattern. Hai cái này nó tăng grow đã. Rồi, cộng 2 gene. Nó hết lương thực này.
đang chết một cách thảm họa. Thằng này có mỗi một quân đoàn đây. Thằng Ai Cập vừa rút quân về nước rồi kìa. Tiến xuống đây. Thằng này liệu nó chạy tới không nhỉ? Chưa tới. Một đợt nữa thì mình có thể để quân đoàn này đứng ở đây. Khi cần có thể chạy sang bảo vệ cái tỉnh này. Tỉnh này thì bây giờ tăng cái công trình này lên để nó tăng nhanh cái văn hóa Hellenic của mình lên đã. Lần sau đánh vào đây, ui, tướng nó chất vãi. Lần sau đánh vào đây, giải phóng lốt tỉnh này đã. Mình vẫn có thể phục thủ được. Cần thì mua thêm một tướng nữa nhỉ. Hết tiền. Lương thực cũng vẫn ổn. Rồi vùng này bây giờ mình sẽ xây cái một cái điện thờ đó. Tyros ở vùng này, vùng ven biển, mình xây cái điện thờ. Điện thờ Thần Poseidon, thần biển. Đã qua lượt xem chúng nó định làm gì mình. Không ăn được đâu, ăn anh không dễ đâu. Tính cả rồi. Aramavia. Bác ô mèo bị trừ public order đâu. Lại bác ô mèo. Bị thần lên gì đây. Đọc cái sự kiện đó. Đây, mình đoán chắc là nó sẽ tiến lên đây. Không sao. Mà mình xem là nó có chạy được sang đây không? Không. Vậy thì chúng ta sẽ cho sang đây đóng quân lại. Nhưng mà thằng này với thằng này tình hình như nào với nhau ấy? Thằng này thì nó đang chơi với mình. Mình không sợ lắm thằng này. Thằng này thì chết chắc rồi. Nào anh em tiến lên, ăn nó luôn, trận chiến cuối cùng. Settlement. At your command. March, ready for battle. We hunger for battle. For death and honor. Hay quá. May ha bưởi. Trận easy này chúng ta auto thôi chứ chả vấn đề gì cả. Khó chúng ta mới phải đánh tay. Ôi easy mà mất nhiều quân thế. Rồi. At your command. Commander. Lên cấp quân đoàn. Các quân đoàn cũng lên cấp các bạn thấy không? Chúng ta có lợi từ mọi thứ. Cứ cho mấy cái quân đoàn nó không cần nhiều quân đâu các bạn. Nó chỉ cần vài thằng gọi là đi gọi là có thôi. Bây giờ thì mình sẽ cái thành nó tăng tinh thần chiến đấu cho binh sĩ này. Tăng 20% morale luôn này. Tăng cả vài cái skill cho tướng Randy nữa. Cái này nó sẽ tăng morale khi tấn công. Tăng sát thương. Mình chưa biết mình nên học theo nhánh nào. Hoặc cái nhánh này thì nó tăng di chuyển, tăng phòng thủ. Cái nhánh này thì nó sẽ tăng dự trữ tên và giáp cho tất cả các đơn vị. Mình nghĩ vẫn phải học ở đây một điểm. Tăng morale khi đánh nhau trên đất của đồng minh. Của mình hoặc đồng minh. Rồi chúng ta sửa này. Chúng ta có muối này. Cảng cá này.
Chỗ này thì không biết có nên xây công trình quân phủ này, có nên xây công trình quân sự không nhỉ? Dù sao thì xây cái này cũng được, nhưng mà cái này cũng không được nhiều tiền lắm. 200 Tam Public Order. Mình cần cái này nó không trừ cái gì cả. Cái này thì được lương thực như lại trừ có thể mình sẽ xây cái này được. Cái này thì được nhiều tiền hơn này, nhưng mà trừ khá nhiều phút. Cái này Tam Public Order cộng với cái này mình xây cái điện thờ thần Forcedon là cũng hợp lý. Xây lại mấy cái ruộng thì cũng lâu, được thêm tí thực nhưng mà lâu. Rồi cái vùng giáp biển mình cứ thay xây điện thờ thần Poseidon. Ổn. Ready for orders. At your command. Ready for orders. Commander. At your command. Bye. Anh em rút quân. Ôi, thế quái nào mà thằng Ai Cập với thằng này nó tiến quân ra đây kinh thế này. Ai Cập mà tiến là hơi ác ấy nhỉ. Nhưng mà bị cái thằng thôi cứ để xem cái khu vực phía dưới này chúng nó đánh nhau kiểu gì đó. Phía dưới này thì thằng Ascum và thằng Mock này vẫn đang đánh nhau. Không có đánh nhau nhỉ? Mình phải xem cho đã. Thằng này nó thân với thằng Mock, Ascum và đang đánh nhau với thằng Ai Cập. Chơi được cái thằng này à? À đúng rồi, mình có được điểm biển đi ra. Chơi được thì cứ chơi đi. Đúng rồi, mình kiếm được cái cả này là mình sẽ mở cổng giao thương với một số thằng. Chơi luôn với thằng này. Welcome friend. Thằng này welcome. Từng là đệ của mình. Ốc quên mất, lãi mình không đòi ít tiền. Enjoy the pleasures of my home and let us find the gold. Vẫn chịu. 2000 không chịu rồi, 1500 thì chắc không chịu rồi. Chắc mình đòi 1000 thì được. Trade is the gateway to prosperity. Will you not? Rồi. You have haggled with a clever tongue. Thằng này nữa. Welcome friend. Right. Let us conclude our business with good haste and then enjoy the pleasures of this house. Thằng này giàu vãi. 3000. 3500 không chịu. 3000 chắc không chịu đâu. Ô, vẫn chịu à? We can ask no more. Your proposal is wise. Thằng này. I will do you the honor of listening to your terms, hoping to help. À, hay rồi. Thằng này nó chiến tranh với thằng này. Có thể mình sẽ lượn cớ để mình tiêu diệt được thằng này đây. Mặc dù nó đang rất thân với mình nhưng có lẽ mình cũng phải tìm cách. Welcome friend. Let us conclude. Thôi được, có để từ từ. Our merchants do not want trade with you. Mỗi lượt mình hơn 5000. Còn thể chơi với thằng nào? Thằng này rồi. Thằng này thì lại chưa có đường. Ở đây chỗ này không có cảng biển à? Mình chơi ở cái khu vực phía dưới này. Tốt quá. Có thêm được đường giao thương là tốt rồi. Ở Athens này sao nào? I am here to listen if you. Chơi chịu. Thằng này ôi, thằng này nó chiến tranh đến tận sát nhà mình rồi. Gods of the afterlife. Hòa bình phát spare my ass. Đòi well, tí tiền thằng nào. My digestion today. Nó chiếm hết các vùng đất đến tận đất nhà mình rồi. We come to you in strength to speak words of strength. Rồi. Tạm thời mình hòa bình với nó đã. Long to reach agreement. Now... Nó đánh mất đất của thằng đệ mình rồi, chiếm mất đất của thằng đệ mình rồi. Đây. Thôi để nó đánh chiếm vào khu bên này đã. Nó đánh xuống đây thì mất đất thằng đệ mình nhiều quá, mình chết. Không ngờ mấy thằng dợ này nó mạnh thế. Ủa, thằng này thế lực mà lớn ở khu vực này. Đánh mất một tỉnh của thằng đệ mình. Thằng này thì bây giờ còn tí keo đất. Hai thằng này thì đã đánh nhau nữa. Thôi được, cứ từ từ xong mình lên mình sẽ giải quyết hết cái khu trên đấy. Mấy anh dợ. Thế thôi, ngoại giao là như vậy. Chúng ta lợi dụng nhau thôi mà. Welcome. I throw open the door. Thằng Athens này chảnh chó nhỉ. Thôi kệ nó. 7000, trời ơi.
có ngay được ít tiền. Đây, nâng cấp cái này lên thì có thêm thực này. Vùng này âm lương thực loạn luôn này. Vùng này mà không. Vùng này nâng cái điện thờ lên để cho tăng nhanh cái văn hóa Latin của chúng ta lên đó. À, văn hóa Hellenic của chúng ta lên đó. Rồi, quá đẹp đấy. Rồi. Không công được anh đâu. Anh cho quân về thủ thành rồi, mày ăn làm sao được. Sau này nó bảo ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Rồi, cứ từ từ. Mình phải làm nào ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. We are much alike, and so by the flame, there is much sense to a treaty between. Rồi, từ từ á. Giữ một cái mức độ ổn định ở khu vực này á. Chúng ta sẽ loại bỏ từng thằng một, nhưng không phải lúc này. À, chúng ta lại có một cái con cộng 100% slaver nô lệ à? Tình này gì? Á, trời ơi. Đứng đây à? Không tiến, không lui được cả. Ready for orders. Tưởng chú thế nào? Ai, cướp bóc trên đất của anh à? Chết mày, dẹo đi, còn đứng đây cướp mới chả bóc. On the move. Còn mấy cái thằng tàn quân mà nó chưa chịu chết nhỉ? Còn mấy thằng tàn quân chưa chịu chết. Còn mấy thằng tàn quân. À, The Faction Seroquid này nó cũng là một cái DLC các bạn phải luyện mới có đấy nhá. Ở đây thì đây. Cái cấp thứ hai các bạn, mình cứ đề nghị các bạn cộng vào cái này cho mình để khi nếu các bạn phòng thủ nó sẽ có hầm trông bẫy đá quân rơm để các bạn bảo vệ quân đoàn của mình, nhất là khi các bạn chơi các cái đơn vị quân mà nó theo văn hóa thiên về phòng thủ như là Hy Lạp này, rất cần như thế. Xong rồi, tướng lại lên được một cấp nữa. Tướng cứ lên cấp như này là nó trung thành nó lại tăng lên. Rồi u ta vào đây đã. We hunger for battle. We hunger for battle. Đứng vào đây. Thằng này đứng vào đây. Rồi. Thằng Ai Cập thì quân đây à? Ái chà, nó tái chiếm lại đất rồi. Có lẽ mình phải thành lập một đơn vị quân mới. Tất nhiên là tướng của phe mình. Với một đây rồi, hôm nay phải thờ thần Poseidon. Ui giời, giật cả mình, hóa ra là ông đệ mình. Cứ tưởng cái thằng hổ báo nào. Mọi thứ vẫn đang ổn. Phải lựa thời mà đánh nhau chứ không phải cứ lao ôm đầu máu đi đánh nhau đâu. Đây, vùng này phải xây tiếp cái đền thờ lên để nó tăng nhanh sang cái văn hóa Hellenic của mình đói. 60% vùng này thì được bao nhiêu? 15% mít mùa. Nó đứng ngay cạnh như thế này mà không đuổi nó nhờ được nhỉ. Chạy. Mà thằng anh khổ cái thằng Ai Cập nó đứng ngay đấy. Rồi. Thằng Ai Cập nó đứng ngay đây. Chắc mình phải bổ sung hoặc là mình tuyển thêm một đơn vị quân nữa, quân đoàn nữa. Tất nhiên là tướng của phe mình. Đứng đây. À, thêm một thằng tướng của phe mình và một thằng tướng của phe phe mình và phe của thằng Patria cái đấy. Sẽ có một quân đoàn tiến sang Ai Cập. Chúng ta có thể thành lập thêm tối đa hai quân đoàn nữa. Thì mình sẽ cho thêm hai quân đoàn, một thằng của Patria này nữa. Patria này có thể mình sẽ thêm một tướng của Patria ở lượt sau, mình sẽ mua
Rồi. Tình hình chính trị nhỉ? Kiểm soát 49%, ổn. Trung thành của các phe đang ở mức ổn định. Phe này lại hơi thấp kìa. Một ngàn thì cao quá. Bổ nhiệm cái nào mà thấp thấp tí thôi thì anh bổ nhiệm. Một ngàn thì cao quá, bổ nhiệm được 500 à. Ok, để cho nó tăng trung thành lên xíu, 33 rồi. 600. 1000. Đây 600 thì được. Có con bé nào được rồi. 36, thằng này 49%. Tướng quân thắng trận được cộng 10 điểm này. Đấy. Level của đế quốc cộng 20 điểm. Thằng này thắng trận được cộng có 4 điểm. À thằng này có một tướng. Thế này được rồi. Không sao. Thôi qua lượt. Thằng kia thì cứ đứng gác ở cổng nhà anh nhá. We offer this as a sign of accord reached and new accords to come. Đề nghị hòa bình à? Chi cho mình 1200. Nó ở tiết trên cái xó đấy thì nó đánh được ai đâu, nó chiến tranh với cả bọn tất cả các nước, cả Athens cả. Bình tĩnh đi anh, chưa cần mày phải hòa bình mà anh. Ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Ok. Mình chưa có ý định tiến sâu hơn khu vực này. Rồi, enemy bị chết à? À. Nó bảo cái gì đây? Call of Arm. Thằng này cứ đứng trên đất của mình. Xây cái công trình này để tăng giao thương, trừ phút, tăng public order. Nâng cái mỏ muối này lên đã. Cái này tăng phát triển nông nghiệp. Vùng này đang âm lương thực. Như vậy tự chủ một tí về lương thực không thì có những vùng nó sẽ bị lệch. Vùng này thì vẫn đang âm 3 này này. Vùng này thì ổn rồi. Tiếp của công trình về cộng đồng nữa. Sau công trình này mình bỏ đi thì mình sẽ còn lại 1, 2, 3, 4, 5, 6 trình. Thằng này nó rất nhiều công trình thuộc nhóm cộng đồng này. Các bạn có thể lâng vào bất kỳ một cái nào. Rất tuyệt vời. Cộng 19. Không tăng không giảm. Ồ. Tình hình chính trị à. Xem nào. Tình hình chính trị của chúng ta rất ổn định, không vấn đề gì. Do mình bổ nhiệm các phe phái khá là ổn nên là có một thằng tướng của phe Greek thì tốt nhỉ. Đây không có thằng nào phe Greek. Phe Greek nó toàn hải quân thì nhiều. Đúng rồi, nó hai đô đốc. Phe này một tướng, hai cũng hai đô đốc, hai tướng. Chờ có tướng nào của phe Greek thì mình mua thêm. At your command. Mua thêm ít quân nữa đó. Hai đội ngựa, 1, 2, 3, 4 đội speed, kiếm hết sàng luôn. Có lẽ không cần nhiều cho quân ở đây, một đơn vị nhỏ nhỏ ở đây thôi để phòng thủ ở đây nhá nhỉ. Tính xong đánh nhau xong. Thằng này đang mua quân à? Tính đi đâu ấy cu? Ready for orders. It is an on going aport. That is impossible. Gathering supplies. Có lẽ mình mua ít quân thôi, không cần nhiều lắm. Có đội cung thủ và đội pháo rồi được rồi. Nghèo quá, kinh tế của chúng ta nghèo quá, vẫn hơn 5000. Qua mình mua quá nhiều thôi chứ nền kinh tế mình ổn mà. À. For the sake of friendship that has been and friendship to come. Greetings. Chắc lại phải bơm ít tiền vào mặt nó, nhưng mà mình làm gì có tiền đâu.
1000. Trời, không chịu à? You would not sell much in our marketplaces. Our people are rather sophisticated and clever, you know. Chảnh chó vãi trưởng. Thôi rồi. Thằng Athen. Tất cả những người đã, nếu mà các bạn chưa chơi faction này thì bạn sẽ đòi một sự hối tiếc khi các bạn chơi Rome 2 ấy. Đây là một faction có thể nói là mạnh nhất, toàn diện nhất, mình đã nói rồi đúng không ạ? Toàn diện nhất trong Rome 2. Sự lợi thận giận của các vị thần. Trừ 10% mùa màng. Sao toàn trai xấu này? Gì đây? Thần Procedo. Vũ công trên đường trong một lễ hội. Thần Procedo, đây là một hành động. À, cái câu chuyện này sao mình thấy nó giống giống cái câu chuyện của nữ thần tóc rắn Medusa thế nhỉ? Khi mà thần Procedon quyến rũ Medusa và trong ngay trong ngôi đền của Athena, và kết quả là bị không những Medusa được thần Athena bảo vệ mà còn bị thần Athena giáng tội và bị biến thành nữ thần tóc rắn và bị nhốt vào một cái vùng hẻo lánh, và bị một cái lời nguyền là tất cả đàn ông khi nhìn vào mặt cô ta thì sẽ bị hóa thành đá. À, biến thành đá. Bản thân Medusa không muốn hại ai cả. Theo đúng thần thoại thì cô ta là một người rất hiền lành. Vâng. Medusa có thể tượng trưng cho một người phụ nữ ở thời kỳ hiện đại, ngày xưa, đó là những người mà không thể quyết định được số phận của mình mà bị phụ thuộc vào những người khác, sống trong cái sự vất vả và khổ sở như vậy đấy. Mình thì mình không biết được, các bạn thì có thể nghiên cứu một chút về văn hóa Hy Lạp đi thì các bạn sẽ hiểu vấn đề này. Và mình thì bây giờ thì mình sẽ nâng cấp sang cái nhánh này để tiên nâng tiếp cái tốc độ nghiên cứu khoa học lên, để dự trữ lương thực của mình cũng khá rồi. Rồi, vùng này cảng biển nâng vào đây. Nâng vào cái này. Nâng vào cảng biển. Thằng này chưa chết à? Còn có mấy cái thuyền mà chưa dẹo hẳn à? Dẹo. Còn mấy cái thuyền mình chưa chịu dẹo. Có thấy quái nào mà cái thằng mò nó tiến nhanh thế nhở? Quân đoàn này phải tiến sang đây thôi. Giải quyết thằng Ai Cập. À không. Nhầm. Đi sang đây à? Thằng Ai Cập thì nó cũng chưa làm gì được mình. Bởi vì hướng của thằng Ai Cập thì đã có quân đoàn này đóng bảo vệ rồi. Một. 18. Còn thiếu cái gì nữa nhỉ? Mấy đơn vị nữa. Được sau, hình như là mỗi lượt mua được 6 đơn vị à? Thôi để lượt sau mua tiếp. Rồi, nào cái thằng Athen chịu chơi với anh chưa? Greetings. Mày chảnh, chảnh we are civilized folk, so you may speak as you wish and we will give you an honest answer. 1500 chịu không? Thế, the gods of Olymp. Chỉ thế thôi mà. À thằng này. Welcome. I throw open. Rồi, Sparta thì có vẻ dễ bảo hơn. Thằng này bây giờ nó lại giáp thổ mình. I'm sure you have many pleasantries for me. Mấy thằng dợ này sao có vẻ tiến xuống phía nam này hơi ác ấy nhỉ? Armenia. Thằng Armenia thì vẫn bận chiến tranh với mấy cái thằng ở phía trên này. Rồi. Thôi tình hình ổn rồi. Lãnh thổ ta xung quanh ngoài cái thằng này ra là khó, còn bọn này thằng này thì ủa thằng này nó chiến tranh khắp cả bọn Athens rồi thiếp à. Xem tình hình nào đã. Mình thì mình đang kéo quân xuống phía nam này nhiều nhưng mà
Nếu cần thiết giải quyết xong thằng này thì quân đoàn này sẽ lại phải tiến lên phía bắc. Hai quân đoàn ở khu vực Ai Cập đã ổn rồi. Một hiệp ước hòa bình và chi cho mình rất nhiều tiền. Từ từ đã. Mình đang cần mối quan hệ với bọn Athens và Sparta để làm lá chắn trên biển. Thằng này. My lord offers you peace. Tomorrow his preoccupation. Mình chưa có ý định hòa bình với nó. Nó định mua chuộc tướng lĩnh của mình. Ôi. Mua chuộc tướng lĩnh của mình. Mỗi phe anh cho mày bao nhiêu quân rồi mày còn mua chuộc tướng lĩnh của anh. Láo thật. Cái này nó sẽ tăng điểm ngoại giao này. Chúng ta phải cho mấy thằng này để nó cộng vào đây để nó tăng điểm ngoại giao lên đã. Tăng trung thành và tăng điểm ngoại giao. Sự nổi giận của các vị thần. Không sợ lắm. Làm tiếp thề đền thờ thần Poseidon đi nữa. Mất tí tiền thôi. Trời đất ơi, đi qua cái vùng này bị sa mạc. Bị mất quân. Diệt thằng này. Kéo xuống diệt nốt thằng này. Quân đoàn này à. Mua mấy thằng kiếm thì à. Mới mất tiền nhỉ. Thôi được rồi, từ từ. Gì đây? Vác quân sang dọa anh tiếp à? Về nhà bảo vệ nhà cửa đi. Bị thằng Mo nó đánh chiếm hết rồi còn đứng ở đây mà dọa anh. Té đây, té đây, té 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 đây. Này. 7. Không ăn được, nó không ăn được đâu. Anh bố trí lực lượng dày lắm, chúng mày không tiến vào đất của anh đâu. Té đây em ơi. Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau à? À ok. Tớ đang cần ổn định Trung Bắc. Ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau thì là tốt rồi. Quân đội của mình đang ở hết phương Nam. Mình cần có một sự ổn định ở phương Bắc là đương nhiên. Con này nó thiên về ám sát đâu nhỉ? Đây rồi. Có cái nào thiên về đầu độc đâu nhỉ? Poison đâu. Cái này nó trừ khả năng tấn công của đối phương rất khủng khiếp luôn này. Xem cái nào trừ. Đây. Tăng chính xác cho các cung thủ. Quãng đường di chuyển này. Tăng răng G cho các cung thủ nữa. Ơ. Con này có thể búp cho quân đoàn cũng tốt phết này. Thử học nó xem rồi mình cho quân đoàn nào nhỉ. Nó có nhiều sự thay đổi khác so với bản gốc á. Thằng này sang chắc không làm gì đâu. Lại bị nó đánh cho thôi. Tỉnh này bị thành đất nổi loạn rồi này. Tỉnh này nữa. Ơ thế thằng này vẫn chưa dẹo à? Mình thì lại không đuổi nó đâu. Cộng 21 phút. Cộng 2 lương thực. Cộng 3 lương thực. Ổn rồi. Nguồn thu từ lương thực của chúng ta đã ổn định rồi. Cộng 6 này. Tăng cái công trình này lên để nó tăng thêm tiền. Xây cái này trước á. Tăng thực trước nhỉ. Cộng 6 lương thực á. Tỉnh này êm à. Xem trung thành các phe à. 33-45. Vẫn rất ổn. Không vấn đề gì lớn. Chưa có biến động gì lớn của mình. À. Con rời chạy ra đấy à. Không biết di chuyển này có mất quân nữa. Your next command. On the move.
Ready for further orders. Mày chết. Thằng này chạy ra đây định ăn đất của đệ của anh à? Hay là tiến lên trên này? Giải pháp nào thì nó cũng không có nhiều lựa chọn. Quân đoàn này đây có thằng đệ của mình nó chạy sang đây rồi. Nếu mà an toàn thì mình cứ phải rút quân đoàn này tạm về đây một xíu này. Khi cần thì có thể chạy sang đây để phòng thủ. Nếu như nó định vòng lên đấy. Thằng này đứng ra đây gác. Thằng này lên đây. Rồi, vùng này thì không thằng nào đánh được. Không phải lo. Ai, tiếp tục. Thằng Ai Cập thì nói chung nó chưa sang đánh đất được mình, của đất của mình được. Chúng ta sẽ cần thời gian để ổn định bọn này. Thằng đệ của mình vãi lúa. Rồi tao di chuyển. Hay quá. Thằng đệ mình nó chiếm luôn vùng này à? Tốt rồi. Thằng đệ ở trung đông của mình. Đây thằng này. Chiếm được. Thằng này. Mà chiếm này thì nó lại hơi dở cho mình nhỉ. Đáng nhẽ mình muốn chiếm cái tỉnh này cơ, để kiểm soát toàn bộ cái vùng này. Thôi được. Thằng đệ nó chiếm được. Dù sao mấy cái vùng này mình cũng không dùng làm cái việc gì cả. Chiếm nhiều đất quá giờ. Sao thằng này mình chơi được nhỉ? Chơi được mà còn có tiền. Mình đâu có đường thông thương với nó nhỉ? À nó thông thương lên trên này à? Ôi ôi, 1.500 vẫn chịu. 2.000. 2.500. 2.000 nó vẫn chơi với mình. Intent here is plain, but to accept your money would put us in your debt. 2.000 chắc chịu. Rồi. Thêm một bạn làm ăn nữa. Chúng ta có thêm một đối tác làm ăn nữa. Chúng ta có thêm một đối tác làm ăn nữa. Tốt rồi. Quái quỷ ở đâu chui ra thằng này? Ôi. Sao thế nào Carthago bị thằng Syracuse, cái thằng ở đảo Sicily nó chiếm hết đất rồi này. Ôi thế Carthage bị diệt vong rồi à? Mình chưa sang đến cái vùng đất đấy không biết, nhưng mà thế này thì chắc là bị diệt rồi. Tiền mình lại kiếm được khá khá rồi. Mua quân đã. Tiếc là không thể mua thêm một thằng Ivan nào nữa. Mắc mất rồi. Đế chế của chúng ta đang ở mức mắc à? Mua được. Thằng này chắc nó sẽ về đây để nó đánh cái thành này của mình vì mới gần nhất. Thằng này. Ăn rồi. Nó đang phòng thủ à? Đây là một sự ngoài dự kiến của mình đấy. Nó thuận lợi cho mình hơn rất nhiều. Bởi vì là thằng đệ nó chiếm được thì tốt quá. Nó có vùng lá chắn bên dưới đấy cho mình. Trường hợp có chiến tranh xảy ra thì có thể mình sẽ chiếm lại cái vùng này. Nhưng mà chắc là chưa phải lúc này. Bây giờ thì mình cũng không đồng minh với thằng nào cả. Đồng minh bây giờ là chết. Mình cần phải tiến sang Ai Cập nữa. Tiến sang Ai Cập, chiếm Ai Cập. Quân nó đứng ở trong tường thì mình vẫn cứ phải dàn pha lăng ra. Pha lăng thì các bạn có thể dàn mỏng này cũng không sao cả. Nếu mà lính kiếm mà các bạn dàn mỏng này thì các bạn chết luôn. Nhưng mà pha lăng thì không sợ. Vì là pha lăng nó chỉ tấn công được 3 hàng đầu tiên thôi. Bạn có cái đơn vị nào đấy để nó có thể bảo vệ được pha lăng thì bạn có thể dàn thoải mái mỏng.
Nhưng nếu bạn không có đơn vị bảo vệ thì không nên. Đấy. Đây thì nó có lính kiếm bảo vệ rồi nên là chúng ta cứ dàn mỏng thoải mái, không sợ. At your service. Mình để hở đằng đáy mặc dù thì chúng nó rất nhiều kỵ binh bởi vì là nếu như mình không làm như vậy thì cái lực lượng lính cầm giáo của mình nó không được bảo vệ. Lính giáo mà cứ được bảo vệ thì là không sợ đâu. Chủ lực của chúng ta mà có thể sống sót được thì tướng của chúng ta là tướng cầm giáo mà. Sau này mình sẽ chơi voi nhiều hơn. À, voi và là kỵ binh sốc kỵ. Sốc kỵ và voi. Rồi, thử nó cho anh. Cho mấy thằng dợ ở phương đông này. Ui dồi ôi. Béo mập. Bắn vào đây này. Bắn gì bọn đấy? Bắn mấy thằng cục tên, mấy thằng quẩy đá này lém cho anh. Ôi, quân đoàn này của mình rank cao lắm, không sợ. Các cung thủ ở vùng Trung Đông này nhìn trông đẹp trai vãi nhỉ. Úi giời còn bịt mặt này. Đây là đội quân Liên Hợp Quốc các bạn ạ. Serum Kit là một đội quân Liên Hợp Quốc. Khi nó vừa ảnh hưởng văn đá phương Đông và quân đá phương Tây. À đúng rồi, phương Tây. Đây là những đơn vị ảnh hưởng văn đá Hy Lạp này. Còn đây là những đơn vị Fashion là văn đá phương Đông. Đấy. Nó có sự giao thoa giữa cả phương Đông và phương Tây. Cái đế quốc này được hình thành sau cái cuộc chinh phục của Alexander Đại Đế. À, rồi tấn công vào đây cho anh. Mấy thằng ném lao của nó phải cẩn thận đấy, không ăn đòn, mình ăn đòn nó. Ngựa của nó đông quá nhở. Bên này có ngựa lạc đà đấy kìa. Bắn mấy thằng này cho anh. Bắn mấy thằng này cho anh. The battle is turning in our favor. À, mấy con ngựa của nó. Bật pha lăng lên em ơi. Khử con ngựa đó. Rồi mấy con ngựa mình chạy vào đây. Chưa đằng sau tướng đi. Đúng rồi. Đâu rồi? Chuẩn bị pha lăng đâu? Bật lên. Nó ăn. Victory for pha lăng. Nhưng mà bật pha lăng lên thì đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ bị nguy cơ. Ơi, bắn bọn quân này cho anh. Lạ tướng cho anh. Không sợ. Ôi chết. Pha lăng không được di chuyển. Ấn nhầm rồi. Phải là thằng kiếm này. Tấn công bọn đằng sau cho anh. Hai đội ngựa này rút lại. Hai đội ngựa này rút lại. Để tướng này khử bỏ kỵ binh của nó. Tướng của chúng ta cầm giáo mà. Rồi. Tarzantine Cavalry. Cứ bình tĩnh đi. Sử đốt bọn kia binh này của nó đã. Nó đi lùa lính cung tên nó. Trời ơi. Ăn. Sợ rồi. Áp sát vào là không, nó không bắn được mình. Cung tên. Sử bọn này cho anh. Làm sao ăn được. Tarzantin. Rồi tướng cây lại đây. Tarzantin Stratus. Đuổi. Ăn luôn. Bắn bọn này cho anh.
ăn. Is dead. Ăn thằng tướng nó. Tướng nó dẹo rồi. À đây, ăn luôn thằng này. Đằng sau này một trận này thương vong khá nhẹ. Rồi Quarantine Vet Cavalry xong. Kết thúc. Truy sát nó luôn, từ từ. Anh em, truy sát, nhanh nhanh. Đừng để quân địch bỏ chạy. Rồi, đừng để nó bỏ chạy. One of our units has used all its ammunition. Đuổi ngay. Còn khoảng cả mấy con ngựa này nó đuổi là không hết chạy được đâu. Tarantin Faststart. Cái đội ngựa này thực ra nếu mà bình thường rất ít khi mình dùng. Đây là cái faction này, cái ngựa này là ngựa đối với ngựa các cái thời kỳ đầu này thì đây là đội ngựa mà mình có thể chấp nhận được, bởi vì nó vừa lém lao này, vừa có khiên này, vừa có kiếm này, vừa có cả lém lao, vừa nói chung là nó cũng có thể cận chiến được khi cần thiết. One of our units has used all its ammunition. Nếu chưa Rome, các bạn muốn có đội hình pha lang, các bạn phải bắt chư hầu các bạn mới có được. Nếu mà Rome bản gốc này. Còn nếu mà bạn chơi vào các cái chiến dịch khác thì chẳng hạn như bản cuộc khủng hoảng thế kỷ thứ 3 thì các bạn có thể bắt được chứ, có, nó có sẵn tuyển, nhưng mà không phải lúc nào cũng có, chỉ có mỗi phùng cái bản đấy có thôi. Có mỗi cuộc khủng hoảng thế kỷ thứ 3 là chúng ta có thể tuyển được lính lính cầm giáo ở trong Rome, nếu mà chơi Rome. Loại bỏ một đơn vị thật là easy. Quân đoàn này của mình rank của nó rất là cao, toàn rank bạc nên là đánh rất mạnh. Mặc dù nó là lính cùi thôi nhưng mà rank nó cao nên là đánh khá tốt. Nói chung thì các bạn chơi thì các bạn cứ nhớ cho mình là cứ quan trọng nhất là công tác đối với chơi cái faction này, thì các bạn nhớ nhất cho mình là làm ngoại giao và chính trị ban đầu cực kỳ quan trọng. Bởi vì nếu có thể là bạn sẽ bị thua trong ngay trong vài lượt đầu tiên nếu như bạn làm chính trị và ngoại giao kém, khi mà tất cả xung quanh nó quay vào nó đập bạn. Rồi dẹo. Make haste, men. At your command. Khử luôn. Thế quái nào vẫn còn sống sót được một thằng, lại phải đánh một trận nữa. Không sao, đánh càng nhiều trận thì mình càng lên rank cho quân và tướng. Đấy, tướng cấp 5. Cái này nó sẽ tăng điểm ngoại giao này cho đối với tất cả các faction. Tăng trừ cái trị an. Có lẽ mình cần cái này. À, mấy cái này là cái bút. Hỗ trợ, cái này thì nó hỗ trợ về mặt ngoại giao thì nhiều. Cái này di chuyển trên map. Tấn công. Commander. Mình đi vào vùng đất này thiếu lương thực à? Đất của ông đệ mình âm thực à? Dương mà, âm đó. Chắc mình đứng trên vùng đất xấu. Rồi, thằng này chắc chuẩn bị vào đây đánh đây rồi. Đánh thì mày cứ việc đánh đi. Lên đây thì không lên được rồi, lên đây thì không tới. Cái quái này ông đệ của mình, ông lại nhanh chân thế. Làm phát khử luôn cái khúc này. Ô, mấy thằng này chiếm được hết. What? Thằng đệ của mình. Ôi, nó cho quân nhảy dù à? Quân đi theo đường biển nó ra, nó chiếm một cái vùng này rồi cả. Ô.
Nó nhanh quá nhỉ. Khéo mình chậm chân với bọn này. Chết dở. Chết dở, chết dở. Đệ mình mạnh quá. À, chúng ta có thêm được một một vùng nữa có thể à. Đây rồi. Cứ thăng vào trị an và lương thực kìa. Đế quốc của chúng ta lại phát triển được thêm một mức đất mới. Một đô đốc hải quân qua đời. Seducid. Tăng kinh nghiệm, à, giảm phí tuyển kỵ binh hay là tăng kinh nghiệm? Cái nào cũng được. Mình có tuyển quân đâu. Cái này nó sẽ tăng khi à. Cái gì? À, nó tăng các cái chỉ số của lính khi các bạn tuyển quân. Nó hay mà nhỉ. Cộng mấy phần trăm liền đây. Có nghĩa là nó tăng khi mình tuyển quân. Và ông ấy già chết. Ông ấy chỉ già chết thôi. Ôi, phe Greek đã đang thấp thì chớ lại chết mất một thằng à. Tù số 18 rồi. Một em nào vừa mất chồng cho lấy chồng tiếp. Đây à. Rồi, cho lấy chồng thì đợt sau anh bổ nhiệm cho mày một thằng tướng nữa. Thế là được cái gì đâu mà. Đấy, đây này. Thanh niên này 29 tuổi. 41. Ồ, thanh niên này lại lái máy bay rồi. Tưởng thế nào cho lấy con như nào cho ngay em lái máy bay rồi. Lái máy bay cũng được em ạ. Ngon bổ rẻ là tốt rồi. 6. Ô, thằng đệ mình nó dẹp xong thằng này rồi à? Ô bá. Ở đâu? Nó chạy ra đây rồi. Thằng này bây giờ sẽ lên phương Bắc để mình xem tình hình phương Bắc nào. Thằng này bây giờ tình hình phương Bắc khá là căng thẳng. Khu vực Ai Cập thì ổn rồi. What the hell? Thằng Ai Cập nó đang kiểm soát được 3 tỉnh phía dưới này. Ô, mình không nhanh chân lên là mình thua với thằng Mọ ấy. Tiến nhanh sang đất của Ai Cập đã. Có thể đi theo đường biển để tấn công cho nhanh nhỉ. Quân đoàn này đứng ở đây. Rút ra xem nào. Trừ chị An ác nhỉ. Rồi bỏ, kệ nó. Thiếu hai đơn vị quân mua sau. Mỗi thằng này lấy vợ. Bọn này thì mình chưa dám cho lấy vợ. Lấy vợ giờ sợ nó phe các phe khác nó bất bình. Thằng này mạnh về đi buôn này. 31%, 21%. Phe này phải tăng được phe Hy Lạp lên một chút xíu. Lại phải cho mấy thằng tướng này đi đánh nhau thôi. Không là nó giảm trung thành xuống chết. Well, hello boys. Do thám đất của nó cho anh.
shadow among shadows. Your orders? Mạnh mà nhỉ? Mình đang có thể có 3 quân đoàn full là khá mạnh đấy. Tiếc là mình lại không mua được thêm một đơn vị. Ôi bây giờ mình chỉ tuyển được tướng của phe mình ở Greek đây này. Tốt rồi, Greek thêm một tướng Greek đi rồi. Anh chỉ cần mày đi ra là mua mấy thằng quân cùi này, gọi là có là được. Phe Greek đâu rồi? Thằng này mới tuyển đây đúng không? Egeric mới được bổ nhiệm một quân đoàn. Rồi. Chuẩn bị này được đi đánh trận rồi các em ạ. Lại tăng điểm trung thành lên mấy anh. Lại thêm một thằng tướng nữa chết. Ôi, nhiều thằng chết thế. Egeric cái này lấy đâu ra để mà bổ nhiệm bây giờ Greek tiếp này. Tướng này ngon thế. Tướng quân chết này. Bây giờ thì toàn chỉ bổ nhiệm được tướng của phe mình rồi. Quân đoàn nào ấy? Quân đoàn này à? Lần sau mình sẽ bổ nhiệm cho phe khác. Không là bây giờ các phe kia nó đang phe này nó còn có hai tướng. Em nào vừa mất chồng lượt sau mới được. Tăng áp kíp bên này à, bổ nhiệm cho nó một xíu nữa. Rồi cái đầu tiên miễn phí các bạn cộng cho mình, cho đi ngoại giao cũng được nhưng mà không cần thiết đâu. Mình đã thử ở cái bản sự hình thành của nền Cộng Hòa rồi, nó cũng không cho các bạn gì nhiều. Thì nó lại cho bạn một cái tỉnh ở dưới hơi đất hỡi ở đâu đấy thì các bạn còn mệt hơn đấy. Thôi cứ ổn định thôi. Mình nói chung thì cái vấn đề làm chính trị, mục đích cuối cùng của mình chỉ là làm sao để nó ổn định thôi mà, ổn định lãnh thổ thôi chứ cũng không cần nhiều lời thứ lắm, trừ khi các bạn thích phiêu lưu. Sao rồi cái thằng nổi loạn sao rồi? À đây à? Thôi kệ, hai thằng này là khác truy sát được. Có cần phải cho lên phía bắc không? Về đây mua quân đã. Hết tiền. Lượt sau mua được. À tại mình nâng cấp mấy cái vùng này. Thôi kệ, nâng cấp được có thêm tiền chứ. Không nâng cấp lấy đâu ra tiền. Thôi xong. Ông đệ của mình ông vừa chiếm được cái vùng biển bên kia rồi. Mình nhìn thấy màu xanh xanh nên là nó chiếm được một cái tỉnh của Ai Cập à. Đất đai, ôi lại thêm một tướng nữa chết. Đâu? Chà, các tướng lĩnh già và chết dần nhiều quá. Thằng mò nó chiếm hết đất của thằng Ai Cập rồi. Ô, ông đệ của mình
Thôi rồi, để ở đây là chiếm đây đã. Thằng Mo này tuy là nó chiếm được đất nhưng mà nó để quân nổi loạn khắp nơi. Là mình chiếm lại cái tỉnh này nhỉ? Không biết có chiếm được không? Kệ nó, để nó nổi loạn thì mình chiếm lại. Mình chậm chân quá. Một, hai, ba. Đây nhá, được rồi. Có thể mình vẫn phải khử luôn cả thằng mọ này luôn. Đến một lúc nào đó mình cần phải thống nhất cái vùng này, không thể để thằng Ai Cập không thể để vào thằng tay thằng khác được. Nếu mình để Ai Cập vào tay thằng khác thì mình hết tiền, hết quân. Hôm đấy có hai vụ lúa mì, một mỏ sắt, không thể để mất được chứ. Kế hoạch tiếp theo của mình sẽ là tiến lên phương Bắc và sẽ giải quyết khu vực trên này. Tất nhiên là thằng này. Nếu không thì mình sẽ đánh thằng này. Đánh thằng này thì mình sẽ có được trọn vẹn một cái mỏ sắt ở đâu đó đây nhỉ. Đây à. Đánh thằng Pacha này được thêm một mỏ sắt nữa này. Kế hoạch của mình thì mình chưa biết được, bởi vì nhiệm vụ chúng ta phải là đây. Kiểm soát Italia này, Macedonia này, Ai Cập này. Đấy, Ai Cập là nhiệm vụ. Và Pacha. Có thể mình sẽ tiến sang phía đông trước hoặc phía tây, tùy các bạn tiến vào đâu. Mình thì mình cứ phải giải quyết cái tỉnh Ai Cập này trước ấy. Đấy. Bởi vì nó khá nhiều về kinh tế. Với mình nó là kinh tế chứ không phải là vài cái miếng đất. Mỏ sắt, mỏ lương thực của mình ở đây. Thằng Mo này nó chiếm được. Mình sẽ phải tái chiếm lại. Regroup and fall back. Quái quỷ thật. Fall back. At ease, men. Ô. Quân nó đâu đông thế nhỉ? Chết rồi. Tèo mất hai quân đoàn mình rồi. Nó không lo chống quân bọn kia thì nó lại còn diệt mình. Hào 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 ăn rồi. Mình định sang cho nó tiếp viện cho cái quân đoàn kia mà nó đánh mình này. Nó rút, nó cũng không đánh tiếp, nó rút về. Tiếc cái là mất hai tướng này là bây giờ có một vấn đề rất lớn, đó là trung thành của bọn kia nó giảm xuống. Các bạn, bây giờ đây là một cái, dù sao đây nó cũng là một cái sự kiện để các bạn nhìn nhá. Để mình sẽ chỉ cho các bạn xem này. Đây này. Thằng Ai Cập đây. Chắc chắn nó sẽ tái chiếm lại đất của thằng Mo. We hunger for battle. The ship cannot go there. Chào đến bờ đã, cứ lần vẩn dưới nước thì có ai chết. Vùng này thì thằng Mock nó chiếm toàn bộ rồi. Bên này thằng đệ mình nó đang chiếm nốt đất của thằng Ai Cập đây. Thằng Ai Cập coi như xong ở phía bên đấy rồi, rất tốt. Có thể sau đấy mình sẽ tuyên chiến thằng Mock để kiểm soát được cái tỉnh này. Đây, nó cấp lên đây để phát triển nhà cửa đó này. Mức 2 trung thành sẽ giảm một cách đáng sợ luôn đấy. 30, 36, chết mất mấy tướng liền. Rồi, phe này mất 2 tướng. Cho lấy chồng tiếp. Lấy chồng thì nó sẽ có thêm tướng. Đây. Cái này nó hay một cái là khi mà bạn bị chết một tướng nào đấy thì các bạn muốn cái gia tộc đấy hoặc phe đấy nó có thêm tướng thì bạn chỉ việc cho nó lấy chồng hoặc lấy vợ thôi. Lấy chồng thì thường thêm tướng. Đấy, những cái nữ quyền ở cái phe đấy là các chúng ta sẽ bổ sung thêm đây này. Nó không sợ đâu, các bạn cứ thoải mái chết cũng không sao. Đấy, nó sẽ có thêm 3 thằng tướng nữa. Đấy. Mình sẽ có thể tuyển lại. Tương tự như thế thì
Dưới này có thanh niên nào chưa lấy vợ à? Sau đây có ba đứa con gái này. Chồng chết. Hoang cần, phe này đông lắm rồi. 36 bằng nhau. Đấy, bây giờ chúng ta có thể tuyển được chồng của nó rồi. Đấy, phe Greg. Rồi, phe Greg lại có quân để tuyển rồi. Đấy à, các bạn không sợ thiếu tiền. Các bạn muốn tuyển tướng của phe nào, các bạn chỉ việc cho nó lấy vợ lấy chồng thôi. Nó sẽ có một cái lớp ra để một cái nhân vật để chúng ta tuyển. Ôi, chị An giảm rồi. Rồi, tăng hai cái này là sẽ tăng chị An lại. Hết tiền. Hết tiền rồi. Quân đoàn này tiến xuống phía nam đi. Đây có quân đoàn phương bắc đây rồi. Quân đoàn phương bắc. Ông đệ mình nào, ông làm phát ông chiếm luôn hai tỉnh ở đây. Ông đệ này cũng nhanh. Ông đệ này nhanh cũng không kém. Ông thử lốt thằng Ai Cập ở đây nữa. Rồi, nó thế là vùng đệ của mình an toàn. Mình xử lốt thằng Mo này là mình sẽ kiểm soát được cả cái vùng này rộng này. Thằng này thì khả năng cao sắp chiến tranh với thằng này rồi. Vùng này sắp có nổi loạn. Đánh nhau thằng mò à? Ready for battle. We cannot do that. Yes. Put your backs into it, you men. Commander. Căng nhỉ, bây giờ mình chưa biết tiến quân kiểu gì ấy. Để xem thằng Ai Cập nó làm gì đã. Ready for battle. Này. Bọn này thì nó cũng không dám công lên. Nó rút về thôi. Thành lập thêm một quân đoàn của thằng Greg. Greg sẽ có hai tướng nữa. Với cái cách này thì nếu giả sử nhá, vợ hoặc chồng của bất kỳ một cái phe nào bị chết ấy, các bạn đều có thể hồi phục lại ngay cái phe một tướng lĩnh là một vợ với vợ cho nó để nó cân bằng quyền lực lại. Khá là đơn giản đấy, các bạn dùng cách này. Đây, những thằng này nó lên cấp thì thằng Evan này mình này, các bạn đấy cộng vào cái gì nhỉ, đâu rồi đây, để nó tăng thêm 20 điểm ngoại giao cho các phe phái khác. Tương tự như vậy, chúng ta cần ngoại giao và tăng điểm ngoại giao nó sẽ tốt cho các bạn yên bình hơn. Cái thằng chính trị gia này các bạn cứ cộng vào đấy cho mình. Chúng ta cần yên ổn một ngoại giao. Khu vực Trung Đông bên này thì nó đang đỏ mặt mình này. Kệ nó chứ nhỉ. Thằng này có đỏ thì mình chả sợ. Ở cái xó này thì mày làm gì được ai. Nó đang chiến tranh loạn xạ với thằng này. Thằng này chiến tranh thằng này. Thằng này chắc chắn sẽ chiến tranh mình. Thằng này nó tiến quá mạnh. Mà mặt nó thì lại không có vẻ gì thân thiện với mình. Mình thì đang chơi với thằng này. Mình muốn kiểm soát ở cái vùng tiểu Á này. Nếu như thế thì mình sẽ phải để thằng đệ của mình nó xuống cái vùng đất dưới này à? Ready for orders. Khả năng cao thằng Ai Cập nó sẽ chiếm lại. Rút quân theo đường này đã. Để cho thằng Ai Cập nó chiếm đó, sau đó mình sẽ tái chiếm lại.
Thằng Mo là bị mất quân rồi. Ôi lại được cái ông khỉ gió này nữa, ông lại ở đâu ra, ông chui ra đây, ông đánh thằng Ai Cập này. Ông ấy đục nước béo cò vãi trưởng luôn. Nãy thì ông hòa bình, giờ ông lại đục nước béo cò ra đánh nó. Thằng đệ mình thì nó giữ được bên này rồi. Ôi. Đây là phải xem tình hình nữa. Đánh nhau liên miên này chết. Phương Bắc mình có một quân đoàn để đóng. Rồi, Ai Cập nó chiếm lại rồi. Tốt. Chúng ta sẽ tiến theo đường đó. Cái quân đoàn phía Bắc mình sẽ cho nó tiến theo đường đó để chiếm lại. Lại một tướng chết. Fagric. Fagric rất nhiều tướng. Giảm public order, Burton. Đây, thằng này không mất cái gì. Trai tốt. Ô. Quân đoàn này không được, đây là quân đoàn chủ lực thì phải là phe của mình, không thể phe Greek được. Thằng này này, tăng 10% tinh thần chiến đấu cho binh sĩ này. À, mình muốn thử một tướng khác. Đó là voi chiến. Để xem nó thế nào. À, mình sẽ đánh vào đây. Quân đoàn này thì chạy lên đây. Sang đất của thằng đệ mình đứng một xíu. Thằng Ai Cập này thì sao đánh được. Đây quân đoàn thằng đệ mình nó đứng đây rồi. Đánh bằng niềm tin này. Mà quay lại đánh đất của thằng này đi. Đây này, thanh của nó để không này. Chiếm đê. Quay lại anh. Chiếm một phát anh chiếm lại luôn. Tạm tiện. Thành này, thành này cũng không này, chiếm lại đây. Rút về đây. Xem trung thành nó phải 3645. Greek. Vẫn phải thành lập thêm quân đoàn cho thằng Greek, là không phải thằng lúc nãy. Thằng này trừ public order. Đây. Greek. Cho cưỡi kỵ binh cho nó chất nhỉ. Rồi tướng này cưỡi kỵ binh hiểm. À dạ. Greek thì chỉ quần tướng đấy là được rồi. 44%. Phe của mình có vẻ hơi thấp. Cho lấy chồng à. Cho lấy chồng thì mình sẽ có thêm quân nữa, nguy hiểm lắm. Tăng trung thành. Có lên cho nó lấy vợ không nhỉ? Mà 82 tuổi rồi mà chưa chết à? Sống lâu thế? 48 tuổi, ok. Đông con nhiều cháu quá rồi, không khéo có gì bạo loạn rồi. Chứ có kế gì để có thể đánh đây nhỉ? Quân đoàn này ok, đánh thoải mái bọn này. Để nó nổi loạn lên đấy. Ai Cập lại không tiến xuống để oánh. Mình thì đang muốn nó tiến xuống để oánh mà nó cũng đánh. Đây rồi. Chiếm tỉnh này đã.
Phải lợi dụng thế, nếu không mình sẽ chiến tranh với thằng Mo. Lợi dụng thế mà đánh ở đây. Quân đoàn này cứ từ từ rút về đây đã. Mở cửa cho nó tấn công lên phía trên này. Phía bên này. Thằng này đánh làm sao được? Quân mình nó gác đây rồi. Rồi, phải lợi dụng tình hình, xem tình hình hở chỗ nào mình đánh cho đấy. Tamiran. Xây tiếp dụng lên để có lương thực, không là sắp âm lương thực ấy. Lâng cái công trình nghiên cứu khoa học này lên là âm lương thực ấy. Arababia. Ôi, vùng này sắp nổi loạn rồi. Đợt sau nổi loạn luôn này. Miễn thuế để giảm cơ nổi loạn ấy. Vùng này thì ổn. Vùng này thì khá ổn. Thằng này rất nguy hiểm. Tiến lên em ơi. Hai quân đoàn, thêm một quân đoàn nữa của bọn Greek. Mấy thằng quân gọi là có là được. Tiến lên sang giết thằng Mo đi. Đến chiếm lại. Rồi nó sẽ tiến lên đấy. Thằng này xin hòa bình với mình, chi cho mình 2000. Tất nhiên là không. Chiếm mấy tỷ này thôi. Chúng ta phải đi đánh kiểu này thôi. Không có cách nào để chiếm được đất của thằng Ai Cập mà lại không muốn chiến tranh với thằng Mo. Rồi. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ à? Chiếm được mission này. Chúng ta đã có mỏ sắt. Đúng yêu cầu của mình đã. Mỏ sắt này. Chúng ta có thể áp được lính lên rồi. Đây. Mình cần thêm một mỏ sắt nữa để up hai nhánh mà kiếm và giáp. Đây, chúng ta sẽ tiến hướng này. Bắc tiến em ơi. Anh sẽ rút quân về cho mày tiến quân. Đây, vào đây. Đánh tiếp đất của thằng Mo. Do thám đất của bên này sao? Đây, tỉnh này hoàn toàn không có quân phòng thủ rồi. Chiếm dễ dàng luôn đấy. Vùng này phát triển tốt nhỉ. Xây thêm một cái đền thờ nữa. Văn hóa Hellenic phải tăng lên nữa. Văn hóa Đông Phương vẫn tiếp tục đang tăng. Mình phải tăng văn hóa Hellenic của mình lên. Bây giờ thì không cần phát triển nhiều quân. Tối đa mình có thêm bao nhiêu quân đoàn nữa? Thêm một quân đoàn nữa. Vẫn Greek à? Nhiều Greek quá. Một tướng, hai tướng. Ở đây. Cho nó lấy chồng vào đã. Cần phải bổ nhiệm một tướng của phe này. Nó phải cân bằng, không là dễ quánh nhau lắm. Chỗ này mấy thằng Greek kìa. Bốn ba phần trăm nó ổn.
14 tuổi. Dành tiền để còn phát triển cái vùng này chứ nhỉ. Chiếm được vùng Ai Cập, phải tìm mọi cách thủ đoạn để chiếm được vùng Ai Cập. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để chiếm được vùng Ai Cập. We offer this as a sign of accord. Thằng này nó bơm tiền cho mình nhiều thế. Hơn 2000 để hòa bình. Vãi thật. We are a mighty people, well versed in the. À thôi. Liên minh làm gì? Lại có một sự phát triển nào đó ở hướng nào kia. Lại bác ô mèo. Lại mấy cái sự kiện nó trừ trừ chi tí chị An thôi, không sợ. Đây rồi, thằng Ai Cập nó chiếm được tỉnh này. Thằng này được nhiệm vụ đánh xuống đây. Tốt rồi, đúng ý của mình á. Thằng này đánh xuống đây, còn quân đoàn này sẽ được đánh lên trên này. Chứ mình e là thằng đệ của mình nó sang nó đánh trước mất nhỉ. Không biết là mình sẽ đánh theo hướng nào trước. Đánh đây trước à. Vẫn phải mất mấy lượt nữa. Mất mấy lượt nữa. Ở đây thì chúng ta chỉ cần một lượt là lên đánh được tới nơi rồi. Kế bây giờ để có thể đánh được thì chỉ có một cách. Đánh đốt cái tỉnh này đã. Rồi, kế thì mình cứ từ từ ạ. Có một cách duy nhất để có thể không để cho thằng đệ của mình nó chiếm mất tỉnh này. À, hoàn toàn vùng Ai Cập này thì đó là... Đánh tay đã, không đánh auto là mất quân này. Có một cách. Có một cách rất đơn giản thôi. Giờ để phải đi tranh đất với thằng đệ đau ấy. Mỗi tội là cái tỉnh Ai Cập này nó rất quan trọng về mặt chiến lược, kinh tế, quân sự cũng như là về chiến lược của mình. Không thể để thằng khác kiểm soát được, nó mất ổn định. Ồ. Anh em tiến thẳng lên. Trận này công thì không cần phải dàn quân. Không cần phải dàn quân theo kiểu như vậy. Tiến thẳng lên là được. Mặc dù chúng nó khá nhiều quân thủ nhưng không sợ. Give them fire. Tiến lên. Tên thieves and desert scorpions. And they call themselves an army. À, nó tiến ra cái cổng này. Tiến lên. Stand ready. Troops awaiting orders. Tiến lên. Có kỵ binh nhưng không đáng kể. Missile cavalry ready. General. Double time. Enemy approaching soon. Quân địch kìa, tấn công. Rồi, quân thủ bắn đi. That's
lăng gian mỏng ra. Nó không chịu tiến lên à? Tarantin tiến lên cú. À mấy con ngựa kìa, mấy con ngựa tiểu đâu? Light cavalry kìa. Light cavalry. Bắt cái xe bắn đá mình. Our general is under attack. Pike infantry ready. Ballista! Bắn vào đám phương thủ cho anh. Cái thằng xe bắn đá này vẫn chưa chạy vào được đúng nơi đúng không? Understood. Rồi. Mấy thằng điên. Úi ôi, thằng rào của đội hình pha lăng. Rồi mấy con ngựa ra đây giúp tướng xử lý nốt cái đội này. Thủ mình bắn vào đây. Ready and waiting. Úi dồi, chả mấy khi mình dàn được đội hình dày như dài thế này. Và cũng chả mấy khi pháo của mình được lã xuống này. Rồi, lã vào đây, nhiệt tình vào, tiếp vào đây nữa. Tao ra team Festus, tiến lên. Tiến lên. Chẳng thấy gì pháo được bắn sướng ý. Tao ra team Cavalry. Lùa, nhanh. Sướng thế này còn gì nữa. Lùa mình. Lùa. Thôi, kẻo bắn chết con mình. Bắn vào bọn này. Tarantine Cavalry. À, mấy thằng kiếm của nó đuổi ra sau lưng, ném mình. Xung vào. Ném con ngựa mình nhỉ. Ném ngựa của anh. Tarantine Cavalry. At your service. Mày dám đuổi anh. Royal Thorax Swordsman. Dám đuổi anh à? Đây đây, nhanh nhanh. Không để cái thằng bộ binh đấy nó đuổi anh kịp. Không đánh nhau với anh thì cứ đi chạy đuổi mấy con ngựa của anh. Bắn tướng vào nó xem nào. Xông lên. Tarantine. À đây rồi. Giết lốt chỗ này cho anh. Royal Thorax Swordsman. À, one of our units has used all its ammunition. Xong rồi. Bộ binh nó tiến vào đây. Tướng của nó là một cái đội sứ gôn. Nè. Xong. Chúng ta đã chiếm được cái tỉnh này rồi. Rất tuyệt vời. Có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục lừa dụ dụ. Bây giờ anh em bảo rồi, tại mình sẽ làm thế nào để giữ chiếm được cái vùng này đúng không? Thì đây.
mình không muốn thần đệ của mình nó chiếm được thì mình chỉ có một cách thôi. Cách là gì á? Thần đệ của mình thì nó là thuộc địa của mình nên là nó phải tuân theo chính sách của thằng, nên mình sẽ thử đề nghị hòa bình với thằng Ai Cập thì nó cũng sẽ hòa bình luôn với cả thằng đệ của mình. Đấy, đòi được nó ít tiền nữa cũng rồi. Sau đó mình sẽ lại đề nghị cùng tham chiến để chiến lại. Ủa, 5.000 là vẫn chịu hơn nữa đó. Thôi được, nó chịu là được rồi. Đấy các bạn, mình cũng có thêm tiền nữa chứ. Đấy, hai thằng đệ của mình nó sẽ không chiến tranh thì hai thằng này nó sẽ không sang đánh. Mình sẽ để cho thằng Ai Cập này này, nó đưa quân lên nó đánh lại cái tỉnh này của thằng Mò. Đấy, thì mình sẽ chiếm lại. Đấy, thủ đoạn của chúng ta là như vậy. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Và chúng ta chỉ kiểm soát được có 2 tỉnh trọn vẹn và 2 cái tỉnh này gọi là mỗi thứ một tí. Và chúng ta có một cái lượng thu nhập khá là tốt như này, hơn 6.000. Quân đội rất là mạnh. Đúng không ạ? Rồi. Bye bye.